Trước khi em xin được hát tiếp thì em xin được gửi lời cảm ơn rất là trân trọng đến các anh các chị, anh Cao Huy Thuần, chị Quỳnh Châu, anh Liêm và tất cả các anh các chị ở trong hội Trịnh Công Sơn đã cho phép Hồng Nhung hôm nay được đến đây dự buổi tối hôm nay cùng với tất cả các anh các chị như thế này. Hôm ngày mùng 1 tháng 4 có lẽ trở thành một, em không biết nói như thế nào, nhưng việc mà các chị tổ chức buổi hôm nay trong ngày 1 tháng 4 thật là vô cùng ý nghĩa. Em biết rằng mọi người đến đây không giống như ở Việt Nam là đi một tí là đến, mà có thể nhiều người phải lái xe rất là xa mới đến để được ở đây. Vậy thì tất cả mọi người có mặt ở đây cũng giống như là những người đứng ở trên sân khấu này đều có chung một điều, có lẽ đó chính là tình yêu, và tình yêu sẽ không bao giờ ngừng lại đối với âm nhạc và con người của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Cũng ngày 1 tháng 4 thì ở Việt Nam, ở chỗ quán Hội Ngộ Quán thì rất nhiều nghệ sĩ và anh các chị có tổ chức một chương trình hát nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mà năm nào cũng đều có em tham gia, nhưng riêng năm nay là không có mặt. Và ở đó thì có 7.000 người, rất là đông, và tất cả đều chung một cái tình cảm rất là rưng rưng. Hôm nay Hồng Nhung có mặt ở đây với các chị cũng là điều đặc biệt, vì cũng phải đi rất xa thì mới đến đây được. Mặc dù ở đây không có 7.000 người, nhưng Hồng Nhung nghĩ rằng trái tim và tình cảm của mọi người dành cho nhạc sĩ cũng như là dành cho nhau vào buổi tối hôm nay chắc cũng không kém phần rưng rưng. xin không nói gì nhiều, bởi vì tất cả tình cảm của Hồng Nhung nói riêng dành cho nhạc sĩ có lẽ là thể hiện tất cả trong những bài hát mà mình hát. Có món quà thật là tuyệt diệu như là anh Cao Huy Thuần mới giới thiệu, đó là những bài hát mà tên không lấy gì làm lãng mạn lắm, bởi vì tên là Cá Bống thì nó quá là bình thường, nhưng mà nó vô cùng cảm động khi mà Nhung nhận được cái dòng nhạc đầu tiên viết còn run run, và những cái dòng chữ đầu tiên viết rằng là: nắng vàng em đi đâu mà vội, nắng vàng ơi, mà vội, nắng vàng ơi, em đi đâu mà vội, bóng lòng suối thành thơi, em đi đâu mà vội, bóng đùa chơi, em đi đâu mà vội, bóng này bóng nhỏ đó là bống bống ơi, mà sau này nhạc sĩ nói là sẽ viết cho bống, tức là giống câu chuyện cổ tích rồi, cho nên sẽ viết cho nguyên một câu chuyện cổ tích với 3 đoạn. Đoạn đầu bống là cá, và đến cái đoạn mà sau cùng ấy, là cái đoạn không biết là vui hay là buồn, bởi vì sau khi lên trên cuộc đời để làm cô gái thì đến cuối cùng bống lại trở về để làm cá bống. Chính vì thế cho nên nhạc sĩ mới gọi tên là thủa bống là người, còn thủa này chắc là đang là cá. Bài hát mang tên Thủa Bống Là Người.
lùa đùa tôi. Làm chi mà vội giọt nắng ban mai, làm chi mà vội. Em đi bóng về, em về bóng đi, làm chi mà vội. Đừng buồn núi ơi, đừng buồn suối ơi. Nắng vàng về đâu, bóng ở nơi nào? Có còn bờ áo trắng về thua ấy, thua bóng là người. Bóng vội lìa vườn xưa, ngày xưa ngần ngại xõa tóc trên vai, ngày xưa ngần ngại hư vô bóng về cầu thề đã mai, trời như nhỏ lại. Đừng buồn núi ơi, đừng buồn suối ơi. Vó ngựa tình sâu, đất hồng nỗi nhớ, tình bóng nhạt nhòa. Vội vàng đi xa lìa quê nhà, xa lìa vườn xưa. Ngày xưa ngần ngại xõa tóc trên vai, ngày xưa ngần ngại hư vô bóng về cầu thề đã mai, trời như nhỏ lại. Đừng buồn núi suối ơi, nắng vàng về đâu, bóng ngủ nơi nào, vó ngựa tình sâu, đất hồng nỗi